Rồi, lâu nay thì mọi người đi khu du lịch rừng Dương Bình Sở, Bình Dương, Bình Sơn là cứ kêu cái món là gì? Cua nướng chấu là đó. Quê rồi. Bây giờ là VIP là phải cua nướng nghệ. Đó, à, Nghệ Bình à, mà Nghệ Vòng Bình Châu, Nghệ Vòng Bình Châu, thôn Phú Quý Bình Châu. Đó rồi. Mua cua. Ok. Là mua nào cũng là mua đây. Đây là con cua ở sông Trà Bồng. Nghệ Vòng Phú Quý Bình Châu. Trước khi ăn cua thì trước khi ăn cua ăn thử cái đặc biệt đúng không? Nghệ Nghệ Bình Phú Bình Sơn cua Bình Dương luôn bóc nó đúng không? Tiếp tục thì ăn thịt có thứ như thế nào? Cái này là cũng lừa tình thôi, có nghĩa là cua mà nó không có gạch nên người ta bỏ nghệ lên là người ta dở gạch không phải đâu ai đậu gì này cha đậu tre là anh em quá mình không lo nữa. Các bạn, đây là cua nướng nghệ của quán chị Quyên Bình Dương. Cua nướng nghệ cái món nói chung là cũng chưa thấy xuất hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi luôn. Bây giờ mình ăn vô cái thịt. Ăn vô thịt cua. Nói chung là mỗi lần thì cha anh biết những cái việc như thế này là em thích thương nhiều. Cua là một dễ ăn, đặc biệt nướng nghệ nữa là số một. Rồi. Nào đi tiếp tục. Bây giờ em sẽ quay cận cái đĩa cua nướng nghệ rồi mỗi người bốn con đi. Rồi quất. Đặc biệt đây là món cua nướng nghệ ở rừng Dương, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn. Cua là cua trên dòng sông Trà Bồng, Nghệ Vàng, thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Đó. Còn là những cái đặc sản, cua này là cua thịt. Cua thịt, cua này thì cua tự nhiên, chắc là bà con cũng đánh bắt nó cũng có chừng mực hơn, nó không có bắt nhiều. Đó, dọc sông Trà Bồng. Đó. Đúng rồi, mà cái nghệ đây thì nó giống như là gạch cua luôn. Ăn nghệ nó vừa tốt cho bụng tử. Đúng rồi, ăn nghệ nó tốt cho bụng tử. Chỗ nào món đồ mà nó ngon là rùi nó mua thấy không? Đó. Quá tuyệt vời. Mọi người khi mà đi ngang qua huyện Bình Sơn thì ghé xuống khu du lịch Rừng Dương. Quán chị Quyên. Chú cua là quê rồi, xa xưa rồi. Bây giờ là cua nước nghệ. Nghệ là đặc biệt là nghệ thôn Phú Quý, xã Bình Châu, chuẩn bị là được công nhận là chỉ dẫn địa lý thương hiệu Nghệ Vàng Bình Châu, cua sông Trà Bồng. Cái thịt nó ngọt, nó giữ được cái nước. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của Thương Khoai Lang. Subscribe đăng ký cho Thương một cái để Thương có cái động lực review những cái món ăn mới lạ của người Bình Sơn, của những người dân ở thành phố của tỉnh Quảng Ngãi. Cảm ơn rất nhiều. Không thuộc bờ đâu, giờ cái bói. Không có kệ đó, luôn dép dép rồi bập bắp 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 vậy cho nó hấp dẫn. Tự nhiên. Các bạn nếu mà đi ra Bình Sơn thì thấy cái bánh tráng Bình Sơn nó cũng lạ nữa. Nếu mà bọn bánh tráng Bình Sơn nó làm con gấu vậy là giảm giá bao nhiêu? Nó nhiều mè, nó dài. Đây nó là chút chè mà đang lạ rồi. Ở Bình Sơn đặc biệt là có cái món mực đuổi nấu rau muống. Nhưng mà cái món đó để mình sẽ review sau. Bây giờ là review cái món cua nướng. Đó, cua nướng nghệ đó. Rồi. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nướng thịt cháo.